Có người nói chiến tranh Nga-Ukraine là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với Trung Quốc vì nó có thể làm cho Bắc Kinh bớt hung hăng hơn và không còn hành động một cách tùy tiện nữa. Nhưng cách nhìn nhận như vậy quả thật là quá ngây thơ, bởi bản chất gian ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc là bẩm sinh. Vì vậy cho nên dù có biểu hiện tốt đẹp thế nào đi chăng nữa thì bản chất bên trong nó vẫn không đổi. Lối tư duy thông thường khó có thể lý giải được sự điên rồ và hoang tưởng của chế độ toàn trị, và những kẻ độc tài trong chế độ toàn trị đó sớm muộn gì cũng sẽ bị cô lập và chôn vùi trong cái kén thông tin do chính chế độ này tạo ra. Liên Xô ngày xưa, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay là những ví dụ minh họa sinh động nhất cho những điều như vậy. Hôm nay, Thế giới Tiêu điểm sẽ cùng với quý vị và các bạn đàm luận về nỗi sợ mất quyền lực của chế độ toàn trị nói chung, Đảng Cộng sản Trung Quốc nói riêng và nguyên nhân khiến Bắc Kinh tăng tốc xâm lược Đài Loan. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào ngày 30 tháng 5, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố tại cuộc họp Ủy ban An ninh Quốc gia rằng Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những vấn đề an ninh quốc gia phức tạp và khó khăn hơn. Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương phải kiên trì phát huy tinh thần chiến đấu, sẵn sàng đương đầu với gió lớn và thậm chí cả bão tố trên biển. Cốt lõi của cái gọi là an ninh quốc gia chính là an ninh chính trị của một chế độ độc tài. Cái gọi là ranh giới tư duy cuối cùng và tư duy cực hạn có thể hiểu được nếu nhìn vào lịch sử. Chúng chỉ là những phong trào điên rồ như cách mạng văn hóa, thảm sát ngày 4 tháng 6, đàn áp Pháp Luân Công nhằm giết hại người dân vô tội và khủng bố vào nhà dân. Hai cụm từ này được sử dụng cùng nhau để thể hiện cảm giác khủng hoảng ngày càng sâu sắc về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện nay, sự đảo ngược của môi trường an ninh bên ngoài đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc rơi vào tình cảnh bất an tột độ. Sau khi gia nhập WTO vào năm 2001, đăng cai tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 và hội chợ triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2023, Bắc Kinh ít nhiều cũng được thế giới chú ý và cảm thấy tự hào về bản thân. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Trung Mỹ năm 2018, dự luật chống dẫn độ của Hồng Kông năm 2019, Zero Covid từ năm 2020, chính sách ngoại giao chiến lan, v.v. đã khiến thế giới cảm nhận sự xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến họ có cảm giác đi tới đâu cũng đâm đầu vào tường. Kể từ đầu năm nay, từ phong trào vận động phản đối cải cách bảo hiểm đến việc người dân Trung Quốc bất chấp nguy hiểm tính mệnh để nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ. Từ vụ nam sinh Hồ Hâm Vũ mất tích được cả nước chú ý đến vụ chấn động toàn quốc do quản lý nông nghiệp gây ra. Từ sự trỗi dậy của những người thợ mỏ cho đến việc xảy ra các vụ sát phạt quan chức, cho thấy ở khắp nơi của Trung Quốc đang trong tình trạng củi khô lửa bốc, tình thế xã hội vô cùng nguy hiểm. Ngay cả quan chức cấp cao hoặc những người có quyền lợi trong đảng và hệ thống nhìn chung đều tin rằng con tàu Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp chìm và không thể cứu vãn, nên họ phải nhanh chóng tìm xuồng cứu sinh. Vậy cuối cùng liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có hóa giải khó khăn trong và ngoài nước bằng cách phát động chiến tranh? Ngụy Kinh Sinh, một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, người từ lâu luôn chú ý tới sự phát triển chính trị của Trung Quốc, cho biết việc ông Tập Cận Bình liên tục nâng cao giọng điệu và lặp đi lặp lại những lời cảnh báo cho thấy bản thân ông đang rất lo lắng. Trên thực tế, đó cũng là một phương thức động viên trước chiến tranh. Tập Cận Bình có thực sự phát động chiến tranh không? Lẽ nào ông ta không học được bài học từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và những rắc rối của Nga hay sao? Tình hình chiến tranh Nga-Ukraine đã vượt qua ngoài sự dự đoán của thế giới, càng vượt qua dự đoán của nhà độc tài Putin. Nhiều nhà phân tích cho rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ rút ra bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine, từ đó kiềm chế giả tâm dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan. Dù nhận thức như vậy là quá ngây thơ, chúng ta có thể đã đánh giá thấp sự hoang tưởng và sức chịu đựng của Tập, người được tuyên truyền rằng đã gánh 200kg lúa mì đi 10 dặm đường núi mà không hề đổi vai. Đánh giá thấp mong muốn chuyển hướng những khó khăn bên trong và bên ngoài thông qua chiến tranh. Cũng đánh giá quá thấp khả năng hiểu rõ bản thân và thế giới của bản thân ông ta. Điều này đưa chúng ta đến một khái niệm cái kén thông tin của nhà độc tài. Vậy cái kén thông tin của nhà độc tài là gì? Hãy bắt đầu với sự sụp đổ của Liên Xô. Năm 1991, Gorbachev, người thành lập và giữ chức tổng thống Liên Xô, đồng thời nỗ lực biến Liên Xô thành một nền dân chủ đa đảng, bất ngờ tuyên bố từ chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev. Dù là nhà lãnh đạo chống độc tài và ủng hộ cải cách của Liên Xô,
nhưng ông vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về quyền lực. Như vậy, ông ta cũng sẽ khó thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan mà tất cả những kẻ nắm quyền lực tuyệt đối trong và ngoài nước phải đối mặt. Toàn quốc chỉ có ông ta là hoàn toàn không biết gì. Vào thời điểm đó, một số thân tín mới được thăng chức của Gorbachev do người đứng đầu cơ quan tình báo Liên Xô, KGB, xúi dục, đã cố gắng quản thúc Gorbachev tại gia, nắm quyền và ngăn chặn các cải cách dân chủ của Liên Xô. Hầu như tất cả mọi người đều biết về âm mưu này, kể cả đại sứ Mỹ, người đã cảnh báo Gorbachev hãy cảnh giác với những người xung quanh. Nhưng ông đều phớt lờ tất cả vì bị lừa gạt tới mê muội. Cho đến cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1991, Gorbachev vẫn bị quản thúc tại gia. Cuộc đảo chính tuy thất bại nhưng cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền lực của ông. Tại sao Gorbachev lại sơ suất như vậy? Điều này là do cơ quan tình báo Liên Xô, với tư cách là nguồn thông tin lớn nhất của Gorbachev, từ lâu đã tạo ra một cái kén thông tin cho ông ta, cung cấp cho ông ta những thông tin và tin tức đã được kiểm duyệt và bóp méo, đồng thời cố gắng hết sức để chặn các nguồn thông tin khác. Và nếu không thể ngăn chặn được liền bôi đen tạt nước bẩn, làm sai lệch hoàn toàn nhận định của ông về tình hình đất nước và xung quanh mình. Vì vậy, bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao Tổng thống Nga Putin lại phát động cuộc chiến cam go này. Trước khi ra lệnh, thông tin ông nhận được từ những người được cho là thân tín đại khái như sau. Hầu hết các quan chức cấp trên của Ukraine đều bị mua chuộc, một số ít gây chiến với nhau và hoàn toàn bị phân tán, không có ý chí hay khả năng chống cự. Nhưng trên thực tế, chỉ một mình ông Putin là không biết rằng các kịch bản tình báo do thân tín giao cho ông đều là dối trá. Các quan chức hàng đầu Ukraine không bị mua chuộc, Tổng thống Zelensky không trốn thoát và quân đội Nga không hề hùng mạnh. Hiện tại, điều đó cũng xảy ra tương tự với ông Tập. Những lời nói và hành động không có lý lẽ của những chiến lang khiến cả thế giới lườm quýt, phản cảm chán ghét. 3 năm Zero Covid càng quét các doanh nghiệp tư nhân, khiến mọi ngành công nghiệp điêu tàn và những người dân lâm vào cảnh khốn cùng. Luật gián điệp và việc bắt giữ đặc vụ khiến các công ty nước ngoài gặp nguy hiểm. Các công ty nước ngoài lần lượt rút khỏi Trung Quốc. Có thể nhiều người cảm thấy tò mò tại sao tình trạng thay đổi tới như vậy mà ông ta vẫn thờ ơ, tiếp tục đi vào ngõ cụt và bế tắc. Nhưng bây giờ bạn nên hiểu, có lẽ ông Tập là người duy nhất trong cả nước ở vào tình trạng chẳng hay biết gì. Ví dụ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử đặc phái viên Lý Huy đến thăm nhiều nước châu Âu để thúc đẩy cái gọi là đình chiến Ukraine-Nga. Về vấn đề này, Ngô La Văn, một chuyên gia truyền thông cho rằng, điều này cũng bộc lộ sự thiếu hiểu biết của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc về tình hình hiện tại của cuộc chiến Nga-Ukraine. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tự hủy hoại mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi ra đời đã thể hiện quyết tâm diệt vong thế giới cũ bằng mọi giá. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên, họ phải đối mặt với một vấn đề thực tế hơn. Đó là, làm thế nào để tồn tại mà không bị diệt vong trước? Chính vì vậy mà Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn sống trong một nỗi sợ hãi bị đào thải. Sinh tồn đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nó, là tất cả của tất cả. Để tồn tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc dần dần tìm ra vũ khí thần kỳ cho cuộc sinh tồn tàn khốc, đó là đấu tranh. Nhưng đấu tranh cũng có mặt trái của nó, đó là nó có thể tạo ra kẻ thù, nếu đi quá xa có thể phản tác dụng. Sự sụp đổ của phe xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là bằng chứng rõ ràng cho điều này. Tập Cận Bình rất giống Mao Trạch Đông, rõ ràng cả hai đều có suy nghĩ viễn vông và nhận thức hoang tưởng. Thời kỳ đầu khi Mao Trạch Đông nắm quyền, ông đã dám coi thường tính mạng của người dân, trơ trẽn đưa quân sang Triều Tiên chống lại lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu. Nỗi ám ảnh, tính cách hoang tưởng và sự hoài nghi của Mao Trạch Đông đối với mọi người đều có tác động lớn đến việc ra quyết định của cách mạng văn hóa. Tập Cận Bình cũng sợ quyền lực và địa vị của mình không được bảo đảm. Ông luôn sợ những kẻ chuyên quyền và những kẻ âm mưu trong đảng sẽ tìm cách ép ông từ chức. Và ông luôn lo lắng các thế lực thù địch sẽ tìm cách thay thế ông trong hòa bình. Những nỗi sợ hãi và hoang tưởng này chắc chắn đã ảnh hưởng đến nhiều quyết định của ông. Bây giờ ông Tập lại noi gương Mao Trạch Đông, lấy lại vũ khí đấu tranh và chạy điên cuồng trên con đường tự hủy chính mình. Sự ngăn chặn của cộng đồng quốc tế đã khiến nền kinh tế trong nước sụp đổ nhanh chóng, đầu tư nước ngoài không được khuyến khích, đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục, doanh nghiệp tư nhân lao đao, khi thời điểm những tình thế tiến thoái lưỡng nan trong và ngoài nước trở nên không thể hòa giải ngày càng đến gần. Lựa chọn duy nhất còn lại trước mặt ông Tập là phát động chiến tranh. Chiến tranh có thể chuyển hướng cuộc khủng hoảng sụp đổ của đảng và ổn định chế độ độc tài, giống như Tập Cận Bình nhất quyết đưa đất nước về con số 0,
nhằm chứng minh rằng chỉ bằng cách tập trung quyền lực vào một cá nhân thì cuộc chiến chống lại dịch bệnh mới có thể thành công. Để chứng minh việc gắn bó quyền lực của ông phù hợp với công lý quốc gia như thế nào, phải có một trận chiến xuyên eo biển Đài Loan. Và có lẽ đây là sự điên rồ cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 26 tháng 10 năm 2022, quân đội Hoa Kỳ thông báo triển khai máy bay tấn công A-10 tới đảo Guam. A-10 đã phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ 46 năm, nhưng khả năng tấn công đối đất mạnh mẽ của nó vẫn không thể thay thế. Giờ đây, nó lại trở thành sự chuẩn bị dự phòng cho quân đội Mỹ nhằm đối phó với cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc đối với Đài Loan. Trong trường hợp quân đội Trung Quốc đổ bộ lên hòn đảo, A-10 sẽ được quân đội Mỹ cho ưu tiên xuất kích, được xem là khắc tinh của xe bọc thép. A-10 được trang bị pháo 30mm, có thể bắn đạn xuyên giáp cỡ lớn với tốc độ bắn lên tới 3.900 viên một phút. Có thể bắn 50 viên đạn trong giây đầu tiên, sau đó là 65 hoặc 70 viên đạn mỗi giây. Ngoài ra, máy bay chiến đấu A-10 cũng có thể hỗ trợ các máy bay chiến đấu và tàu ngầm tiên tiến của quân đội Mỹ trong việc phong tỏa eo biển Ba Sĩ, khiến hạm đội biển Đông của Trung Quốc không thể tiến vào Thái Bình Dương. Nó còn có thể giúp phong tỏa vùng biển phía Bắc Đài Loan, ngăn chặn các tàu chiến của hạm đội biển Bắc và hạm đội Hoa Đông của Trung Quốc đi qua chuỗi đảo Thứ Nhất, cả không thể vượt qua và đe dọa phần phía đông của Đài Loan. Và quân phòng thủ của Đài Loan sẽ có thể bảo toàn sức mạnh chiến đấu của mình ở mức tối đa. A-10 hay còn gọi là Thần Sấm 2, nguy hiểm như thế nào và nó được quân đội Mỹ sử dụng ra sao trong các cuộc chiến trước đây? Máy bay tấn công A-10 được đưa vào sử dụng năm 1976, chủ yếu được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất của đối phương, đặc biệt là lực lượng thiết giáp và hỗ trợ tầm gần cho các lực lượng quân đội mặt đất. Điểm đặc biệt nhất của nó là hai động cơ được đặt ở phía sau phần trên của máy bay thay vì dưới cánh như thông thường. A-10 thường chỉ mang theo hai tên lửa không đối không hành trình tầm ngắn AIM-9 Sidewinder, chủ yếu dùng để tự vệ nên sẽ không được sử dụng trong chiến đấu trên không. A-10 thường bay với tốc độ là 560 km/h, chậm hơn nhiều so với tốc độ hơn 1.200 km/h của các máy bay chiến đấu siêu thanh thông thường. Tuy nhiên, tốc độ này cũng thích hợp để ngắm trúng các mục tiêu nhỏ, di chuyển chậm, để hỗ trợ trên không gần hơn các hoạt động trên mặt đất, có thể bay lượn ở độ cao thấp 300m trong thời gian dài. Có tính cơ động vượt trội ở tốc độ thấp và tầm thấp trong điều kiện độ cao hạn chế. Trong trường hợp có thể xảy ra chiến sự ở eo biển Đài Loan, A-10 đã được ưu tiên sử dụng để tấn công lực lượng đổ bộ của Trung Quốc trên bãi biển, đặc biệt là xe tăng đổ bộ. Vào thời điểm này, lực lượng đổ bộ của Trung Quốc đang bận rộn thiết lập trận địa bãi cát, lực lượng phòng không của họ rất yếu, thậm chí có thể không có phương tiện phòng không. Máy bay tấn công A-10 của quân đội Mỹ có thể vô tư không cần lo lắng triển khai những đợt oanh tạc ác liệt tầm thấp, phá hủy các xe bọc thép lội nước đang đổ bộ của Trung Quốc, khiến quân đội Trung Quốc không thể đặt chân vào Đài Loan. Bộ binh của Trung Quốc không có thiết giáp bảo vệ thì không thể chống chọi được với các loại vũ khí tự động khác nhau của quân phòng thủ Đài Loan, chứ đừng nói đến việc đối mặt với lực lượng thiết giáp của Đài Loan. Máy bay cường kích A-10 còn có 11 giá treo dưới cánh. Ngoài mang theo hai tên lửa đạn đạo không đối không tầm ngắn, nó còn có thể mang nhiều loại đạn dược, bao gồm tên lửa đạn đạo không đối đất AGM-65 Maverick, các loại lựu đạn chế tạo chính xác, các bệ phóng tên lửa và các bệ phản ứng điện tử có tổng trọng lượng lên tới 7,2 tấn, được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau. Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, ắt phải cử các tàu chiến cỡ lớn như 055 và 052D, thậm chí cả tàu sân bay tới phía đông Đài Loan, nhằm thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ như Hoa Liên của Đài Loan. Tuy nhiên, lực lượng không quân của Trung Quốc không thể cung cấp viện trợ các máy bay của Mỹ F-35, F-15E, F-16, F-18 và tên lửa hành trình chống hạm tàng hình phóng từ trên không từ máy bay ném bom B-1B, B-52 mang theo có thể nhanh chóng tấn công tàu chiến của Trung Quốc. Tên lửa chống hạm Harpoon do tàu ngầm Mỹ phóng cũng rất khó đề phòng. Chỉ cần phá hủy radar và các phương tiện liên lạc trên tầng cao nhất của tàu chiến của Trung Quốc sẽ khiến nó mất đi hiệu quả chiến đấu. Tên lửa chống hạm trang bị trên tàu, tên lửa tấn công mặt đất và tên lửa phòng không không thể nhắm mục tiêu hoặc kích hoạt. Vào thời điểm này, máy bay tấn công A-10 có thể hoàn thành các cuộc tập kích đường không tiếp theo và đánh chìm tàu chiến Trung Quốc bằng bom dẫn đường chính xác.
máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ 5 và thứ 4 của quân đội Mỹ sẽ có thể tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ tiền tuyến. Các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tàu ngầm B-1B, B-52 tiên tiến của quân đội Mỹ cũng có thể tập trung tấn công các tàu khu trục và tàu sân bay cỡ lớn 055, 052D của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các tàu bảo vệ loại 054A và Thai 056 có trọng tải nhỏ còn lại của Trung Quốc bị máy bay cường kích A-10 không kích hoàn toàn, có thể giảm đáng kể chi phí chiến đấu và tăng tốc độ tấn công để chuyển sang giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ phản công càng nhanh càng tốt. Nếu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của quân đội Mỹ nhanh chóng giành được ưu thế trên không ở eo biển Đài Loan và tên lửa chống hạm của các máy bay chiến đấu, tàu chiến hoặc tàu ngầm khác phá hủy trước radar và hệ thống liên lạc của nhiều tàu chiến Trung Quốc hơn, máy bay tấn công A-10 sẽ cũng có thể không kích thêm nhiều tàu đã mất khả năng phòng thủ trên không của Trung Quốc. Nếu quân đội Mỹ vẫn có thể kiểm soát không phận phía Tây Đài Loan, đặc biệt là không phận phía trên hạm đội đổ bộ của Trung Quốc, máy bay tấn công A-10 thậm chí có thể tấn công mạnh mẽ nhiều tàu chiến và tàu đổ bộ của Trung Quốc. Nó thậm chí còn bao gồm cả các tàu dân sự vừa và nhỏ có số lượng lớn binh sĩ của Trung Quốc trên đó. Nói một cách tương đối, nguy cơ máy bay tấn công A-10 chạm trán máy bay chiến đấu của Trung Quốc trên eo biển Đài Loan sẽ tăng lên. Nó cũng có thể bị đe dọa bởi tên lửa phòng không ven biển Phúc Kiến của Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu kế hoạch phản công của quân đội Mỹ có thể được thực hiện suôn sẻ, các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Trung Quốc dọc bờ biển Phúc Kiến có thể bị tiêu diệt trước, dọn đường cho các cuộc không kích tiếp theo. Vào ngày 26 tháng 10, lực lượng không quân Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tuyên bố, như một phần của hoạt động triển khai năng động thường xuyên, máy bay tấn công A-10 của đội quân viễn chinh số 23 từ căn cứ không quân Modi Soja đã được triển khai đến căn cứ không quân Anderson Guam, dùng hết sức lực chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ một cách thần tốc và theo những cách không thể đoán trước, cũng như phản ứng nhanh chóng với các hành động của kẻ thù trong và khắp các chiến khu. Có thể thấy việc triển khai quân đội Mỹ thực chất là đang thực hiện một kế hoạch thận trọng để phản công nhanh, trong đó có máy bay tấn công A-10 có thể đảm bảo cho quân đội Mỹ lập tức xuất kích vào thời khắc đầu tiên khi xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, đồng thời tăng cường độ phản công. Mới đây, Phó Tổng thống Lại Thanh Đức của Đài Loan đã đến thăm đảo quốc Ba Lau. Có xuất hiện một đoạn video cho thấy máy bay tấn công A-10 cũng được nhìn thấy tại sân bay Ba Lau. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper đã có chuyến đi đặc biệt tại Ba Lau và ký thỏa thuận thành lập căn cứ quân sự của Mỹ, là điểm tựa mới để quân đội Mỹ hỗ trợ cuộc chiến ở Tây Thái Bình Dương, là một trong những các căn cứ dự bị ở Guam. Điều tương tự cũng xảy ra với đảo Tinian thuộc quần đảo Mariana. Palau nằm cách Đài Loan khoảng 2.200 km về phía đông nam. Máy bay tấn công A-10 có thể bay tới không phận eo biển Đài Loan trong vài giờ. Với sự hỗ trợ của máy bay tiếp dầu trên không, chúng có thể bay lâu trên không và được sử dụng cùng với các máy bay tiếp dầu. Máy bay ném bom B-1B và B-52 đóng tại Guam có khả năng tấn công linh hoạt mạnh mẽ hơn. Hiện tại quân đội Hoa Kỳ có khoảng 281 máy bay tấn công A-10, dễ bảo trì, chi phí vận hành thấp, có thể tấn công liên tục theo nhiều đợt và cung cấp các cuộc không kích chiến thuật chính xác bất cứ lúc nào. Các máy bay chiến đấu F-35 của quân đội Mỹ đóng tại Okinawa, cũng như các máy bay chiến đấu F-22 và nhiều máy bay chiến đấu F-35 khác có thể được triển khai linh hoạt bất cứ lúc nào, vẫn ở tuyến đầu quan trọng và có thể phản ứng trong vòng 1 giờ và thiết lập ưu thế trên không. Guam là căn cứ hỗ trợ tuyến thứ hai nếu Okinawa bị tấn công bởi tên lửa chuyên sâu của Trung Quốc và tạm thời không thể vận hành thao tác hoàn toàn. Sẽ có thêm nhiều máy bay F-22 và F-35 của quân đội Mỹ tấn công từ Guam. Úc hiện nằm ngoài tầm tấn công của tên lửa tầm trung của Trung Quốc và máy bay ném bom B-2 của Mỹ có động thái được bố trí tại đây. Gần đây lại có tuyên bố máy bay ném bom B-52 sẽ được bố trí cố định. Các đảo và rạn san hô trên Biển Đông là mục tiêu đầu tiên, sau đó tiến hành các cuộc không kích nhắm vào Trung Quốc, căn cứ của hạm đội Biển Đông ở Tam Á, Hải Nam. Nhiều máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ sẽ cất cánh từ Úc, nơi cũng có thể hỗ trợ các hoạt động ở eo biển Đài Loan và đóng vai trò là một nhóm căn cứ khác cho quân đội Mỹ ngoài Okinawa và Guam. Các máy bay chiến đấu của Anh, Pháp, Đức và Úc cũng tiến hành tập trận chung ở Úc, nên tham gia cùng hạm đội trong cuộc không kích trên Biển Đông.
ít nhất không có vấn đề pháp lý nào với việc phá hủy các đảo và bãi đá quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Palau là một trong những khu vực triển khai máy bay tấn công A-10, tạo thành thế một sừng với Guam. Trung Quốc có lẽ không đủ tên lửa đạn đạo DF-26 để tấn công Palau. Mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines đang ấm dần lên, nên máy bay tấn công A-10 có thể bố trí tới Philippines sẽ càng có lợi hơn. Máy bay tấn công A-10 có thể vận hành đơn giản ở các đường băng. Khả năng cất cánh và hạ cánh trong thời gian ngắn là một trong những đặc điểm chính. Do đó, dù quân đội Hoa Kỳ có các loại máy bay chiến đấu tiên tiến như F-35, nhưng chưa bao giờ loại bỏ A-10. Máy bay A-10 đã từng tham gia tất cả các cuộc không kích lớn của quân đội Mỹ trước đây, bao gồm chiến tranh vùng vịnh năm 1991, chiến tranh Iraq các năm 2003, 2009 và 2012. Chiến dịch của Mỹ chống lại tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo năm 2014. Máy bay tấn công A-10 sử dụng hệ thống thiết giáp bảo vệ bằng titan và có thể chịu được các đòn tấn công trực tiếp từ đạn xuyên giáp 23mm và tấn công trực tiếp của đầu đạn nổ lõm chống tăng. Máy bay được trang bị hệ thống bay thủy lực dự phòng kép. Khi hệ thống thủy lực mất tác dụng, sẽ có hệ thống cơ khí thủ công dự phòng để đảm bảo máy bay có thể quay về căn cứ. Khi máy bay được thiết kế, nó được yêu cầu phải có khả năng bay bằng một động cơ, thiếu một nửa phần đuôi và một nửa phần cánh. Năm 2003, một chiếc máy bay tấn công A-10 bị pháo phòng không làm hư hại nặng khi đang hoạt động ở Iraq. Hệ thống thủy lực bị hỏng, phi công đã sử dụng chế độ thủ công để bay về căn cứ an toàn, chứng tỏ độ tin cậy của A-10. Phi đội A-10 đã được nâng cấp nhiều lần và liên tục được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và sẽ hoạt động đến năm 2040. Quân đội Mỹ đã triển khai máy bay tấn công A-10 tại Hàn Quốc từ lâu và luôn sẵn sàng đối phó với lực lượng thiết giáp của Triều Tiên. Ngày nay, máy bay tấn công A-10 cũng đã được đưa vào kế hoạch bảo vệ eo biển Đài Loan của quân đội Mỹ, trở thành vũ khí dự phòng chủ yếu chống lại Trung Quốc. Nếu quân đội Mỹ phát động phản công sâu, máy bay tấn công A-10 cũng sẽ được sử dụng để tấn công nhiều căn cứ địa của Trung Quốc hơn. Và không loại trừ khả năng khi đó, nó có thể được triển khai trực tiếp tới Đài Loan. Trong khi máy bay ném bom B-2 có thể thả bom hạt nhân B-61 tiêu diệt trước lực lượng tên lửa của Trung Quốc, thì máy bay tấn công A-10 là phương tiện dự phòng cho đòn phản công thông thường của quân đội Mỹ và có thể nhanh chóng tham gia ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, kế hoạch bảo vệ Đài Loan của quân đội Hoa Kỳ sẽ trông chờ rất nhiều vào máy bay tấn công A-10. Theo quý vị, máy bay A-10 liệu có thể giúp Hoa Kỳ đối phó với Trung Quốc được hay không? Một cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan dường như đang sắp bắt đầu. Một khi xung đột nổ ra, làm thế nào sức mạnh hải quân và không quân Hoa Kỳ có thể thiết lập quyền kiểm soát trên biển ở eo biển Đài Loan? Đây là một chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong thời gian qua. Do hải quân Trung Quốc có ưu thế là địa hình và quân số, nên họ có thể tạo thành rắc rối lớn cho Hoa Kỳ trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Vì vậy, quân đội Hoa Kỳ cần phát triển một loại vũ khí có thể giúp kiểm soát tốt các vùng biển xung quanh eo biển Đài Loan mà không phải mạo hiểm lọt vào tầm bắn của đối phương. Câu trả lời đó là Tomahawk Maritime Strike, một loại tên lửa chống hạm tầm xa mới đang được Hải quân Hoa Kỳ phát triển. Loại vũ khí này sẽ cho phép thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đóng trên các đảo của Nhật Bản có thể đánh chiếm các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc tham gia xâm lược Đài Loan. Vậy tên lửa chống hạm hành trình Tomahawk Maritime Strike được phát triển từ khi nào? Và nó có những tính năng vượt trội gì? Hiện tại, hệ thống tên lửa ngăn chặn tàu viễn chinh của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang sử dụng tên lửa tấn công hải quân, có phạm vi tấn công là khoảng 184 km. Từ những hạn chế về tầm bắn, nếu hệ thống như vậy muốn phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ eo biển Đài Loan khỏi bị Trung Quốc xâm chiếm, thì hệ thống này phải được triển khai ở Đài Loan trước. Đánh giá từ tình hình ngoại giao hiện tại, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ dường như không thể đóng quân ở Đài Loan. Mặc dù hiện giờ quan hệ Mỹ-Đài Loan đã đạt được tiến bộ đáng kể, nhưng điều đó không có nghĩa là quân đội Hoa Kỳ có thể đóng quân ở Đài Loan, bởi một loại vũ khí mới cho phép quân đội Hoa Kỳ đạt được mục đích tác chiến tương tự mà không cần phải đóng quân ở Đài Loan. Đó là tên lửa Tomahawk Maritime Striker, hay MST.
tập đoàn General Dynamics lần đầu tiên phát triển tên lửa chống hạm Tomahawk, phóng từ tàu nổi và tàu ngầm vào những năm 1980, dẫn đường bằng radar chủ động. Nhiều năm sau, Hải quân Hoa Kỳ muốn tiếp tục nâng cấp tên lửa Tomahawk của hãng Raytheon thành MST. Cụ thể, Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố vừa nâng cấp bộ dụng cụ tìm kiếm mới cho MST, giúp tên lửa có khả năng tìm diệt các mục tiêu đang di chuyển trên biển. Đây là tên lửa hành trình chống hạm có tầm bắn khoảng 1.666 km. Nó có thể được phóng từ tàu mặt nước và tàu ngầm. Và giờ đây, nó cũng có thể được phóng từ các phương tiện di động trên mặt đất để đáp ứng nhu cầu của lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến. Tên lửa Tomahawk sẽ được nâng cấp lên Block V, có thể tấn công các tàu đang di chuyển trên biển. Hải quân Hoa Kỳ dự kiến sẽ nhận được lô tên lửa MST đầu tiên vào cuối năm tới. Loại tên lửa này sẽ cung cấp cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ khả năng tấn công tầm xa, cho phép lực lượng này bảo vệ các đơn vị thủy quân lục chiến được triển khai ở tiền tuyến. Lực lượng này có thể hoạt động trong phạm vi phòng thủ tầm xa của đối phương. Thủy quân lục chiến dự kiến sẽ có 3 tiểu đoàn hệ thống tên lửa MST vào năm 2030. Tên lửa MST là biến thể của tên lửa Tomahawk. Chiến thuật Block V, TACTOM, mới có hệ thống nhắm mục tiêu đa chế độ mới bao gồm cảm biến hồng ngoại, cơ chế dẫn đường DSMAC và khả năng dẫn đường bằng tín hiệu GPS có khả năng dẫn đường tới các mục tiêu cách xa hàng trăm dặm tấn công các mục tiêu hàng hải đang di chuyển. Tên lửa này cũng có liên kết dữ liệu hai chiều cho phép điều chỉnh hướng bay và cập nhật mục tiêu trong suốt chuyến bay, nghĩa là mục tiêu bị tấn công có thể được thay đổi trong chuyến bay. Mặc dù các cảm biến và hệ thống dẫn đường của nó được nâng cấp đáng kể, nhưng nó hoạt động ở tốc độ cận âm, có thân tên lửa lớn và không có tính năng tàng hình. Điều này có thể khiến nó dễ bị các hệ thống phòng thủ tinh vi hơn đánh chặn. Hoạt động căn cứ tiến bộ viễn chinh EABO của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ kêu gọi một số lượng nhỏ thủy quân lục chiến lên bờ tại các địa điểm tạm thời, chẳng hạn như các hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương. Từ nơi đó, họ có thể nhắm trúng mục tiêu và con tàu của kẻ địch. Tên lửa MST mở rộng phạm vi tấn công của tên lửa Tomahawk, bao gồm các con tàu đang di chuyển. Trong tình huống này, các chỉ huy chiến đấu trên mặt nước có thể sử dụng tên lửa Tomahawk, phóng từ mặt đất như một phần của hoạt động kiểm soát hoặc ngăn chặn trên biển của hải quân. Đây chính là hoạt động căn cứ tiến công viễn chinh, thu hút thủy quân lục chiến trên mặt đất tham gia các hoạt động tấn công trên biển. Một trong những mục tiêu của hoạt động căn cứ tiến công viễn chinh là đạt được các hỏa lực tầm xa được phân bổ để hỗ trợ các hoạt động chung. Nếu thủy quân lục chiến có tên lửa MST, họ sẽ có thể đánh chìm tàu Trung Quốc từ các căn cứ cách xa Đài Loan. Khả năng tấn công các mục tiêu trên biển từ mặt đất này đủ để tác động đến vùng biển xung quanh Đài Loan, từ đảo Kyushu, phía nam đảo Lưu Cầu của Nhật Bản và thậm chí cả một phần eo biển Đài Loan. Về mặt lý thuyết, ngoài việc tiến hành các hoạt động ngăn chặn hoạt động trên biển ở biển Hoa Đông và phía bắc biển Philippines, Trung đoàn Duyên Hải của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ cũng có thể cố gắng tấn công hạm đội xâm lược đi qua eo biển, bao gồm eo biển Ba Sĩ, eo biển Đài Loan và eo biển Misako. Việc nhắm mục tiêu vào các tàu xâm lược Trung Quốc từ các đảo của Nhật Bản có thể sẽ gặp khó khăn, và tên lửa cận âm Tomahawk khả năng không thể xuyên thủng hệ thống phòng không của Trung Quốc và tiếp cận mục tiêu của chúng. Tuy nhiên, tên lửa MST sẽ có khả năng bảo vệ tốt hơn vùng biển Nhật Bản và các căn cứ của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Nhật Bản, đặc biệt là ngăn chặn tàu Trung Quốc đi qua eo biển Misako. Đây là tuyến đường thủy trọng điểm mà Hải quân Trung Quốc phải đi qua nếu muốn băng qua chủ đạo thứ nhất, rồi tiến vào vùng biển sâu. Mặc dù thủy quân lục chiến có thể là lực lượng đầu tiên sử dụng tên lửa chống hạm Tomahawk phóng từ mặt đất, nhưng họ có thể không phải là lực lượng duy nhất sở hữu chúng. Quân đội Hoa Kỳ cũng ngày càng quan tâm đến khả năng chống hạm trên đất liền và bày tỏ sự quan tâm đến việc sở hữu tên lửa tấn công trên biển, được phóng đi từ các hệ thống phóng mặt đất. Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine đã gây ấn tượng mạnh trên chiến trường Ukraine, với đặc điểm là tính cơ động khó nắm bắt và khả năng tấn công chính xác, khiến quân đội Nga phải một phen khốn đốn. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu khả năng này được khuếch đại gấp 10 lần và được sử dụng trên chiến trường eo biển Đài Loan có thể xảy ra trong tương lai? Đây là lý do lớn nhất khiến mọi người chú ý đến hệ thống tên lửa Tomahawk tấn công trên biển.
Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ dự định thành lập một trung đoàn thủy quân lục chiến ven biển, có khả năng tác chiến xuyên đảo dọc theo chủ đảo Lưu Cầu của Nhật Bản, chạy từ đảo chính Kyushu qua quận Okinawa và gần như kéo dài tới tận miền Bắc Đài Loan. Trung Quốc ven biển, một lực lượng nhỏ được trang bị cảm biến và tên lửa, sẽ giúp theo dõi và phát hiện các lực lượng hải quân và không quân thù địch và tấn công chúng khi chúng tiếp cận. Trung đoàn thủy quân lục chiến ven biển là một phần trong thiết kế lực lượng 2030 của Hải quân Hoa Kỳ, một lực lượng mà thủy quân lục chiến đã cơ cấu lại để ngăn chặn sự tiếp cận của kẻ thù. Theo ý tưởng này, thủy quân lục chiến sẽ hợp tác với lực lượng hải quân và không quân Hoa Kỳ, cũng như lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại các hòn đảo phía Tây Nam Nhật Bản. Đây là lực lượng tấn công trực diện đối đầu với vũ khí chống tiếp cận của Trung Quốc. Mục tiêu kép của trung đoàn ven biển là ngăn cản quân đội Trung Quốc tiếp cận các đảo phía Tây Nam Nhật Bản và bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của Nhật Bản, đồng thời ngăn cản hạm đội hải quân và tàu thuyền của Trung Quốc đi qua vùng biển giữa các đảo, bảo vệ những hòn đảo này, đồng thời kiểm soát và phong tỏa eo biển, khiến toàn bộ chủ đảo giống như một tòa vạn lý trường thành trên biển, đạt được hiệu quả là một người giữ cửa quan, vạn người không mở được, đặc biệt là phong tỏa eo biển Misako, nơi hạm đội Trung Quốc thường lui tới trong các cuộc tập trận. Điều này tương đương với việc hạn chế hải quân và không quân Trung Quốc ở các bờ biển xung quanh Trung Quốc, tức đi không gian cơ động đặc biệt quan trọng cho các hoạt động biển xanh của họ. Chiến thuật quân sự cũng giống như các trận đấu thể thao, đội chủ nhà tất nhiên có lợi thế hơn đội khách. Ở eo biển Đài Loan, chiến trường chính là gần với các căn cứ, quân đội và nhân lực của Trung Quốc. Trung Quốc lợi dụng lợi thế sân nhà trước lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh để phân bổ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và máy bay mang tên lửa dọc theo bờ biển của mình, và cùng triển khai hoạt động với các tàu ngầm và tàu mặt nước của Hải quân Trung Quốc. Những công cụ sức mạnh biển trên mặt đất, trên biển và trên không này có thể gây rắc rối ngay cả cho đội khách hùng mạnh nhất. Tuy nhiên, nếu đội khách lấn lướt hơn đội chủ nhà, thì nó sẽ trở thành cuộc đọ sức giữa hai đội chủ nhà, và cục diện lúc này đã hoàn toàn đổi khác. Lực lượng vũ trang Nhật Bản và Trung Quốc chiến đấu ở cùng một địa điểm và cả hai đều có lợi thế sân nhà như nhau. Vì vậy, theo logic, cho dù có Trung Quốc chiếm thế thượng phong thì Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn có thể bắt kịp. Dù hơi muộn, nhưng địa lý chiến lược, ngoại giao liên minh và sức mạnh hàng hải của họ đều có xu hướng san bằng khoảng cách này. Giờ đây Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tận dụng lợi thế của mình để xây dựng một vạn lý trường thành trên biển, khiến người ta trông thấy phải tự động rút lui, đồng thời đang chuẩn bị sử dụng hàng rào tự nhiên do chuỗi đảo đầu tiên hình thành để nhốt Trung Quốc vào một cái lồng. Vạn lý trường thành trên biển là một vòng tròn phòng thủ mở rộng, với một loạt hòn đảo trong đó đóng vai trò là pháo đài bất động. Đây là một lợi thế rất lớn, vì không có tàu chiến Trung Quốc nào có thể đè bẹp một hòn đảo. Carl Philipp Scott Rees von Clausewitz, một vị tướng và là nhà quân sự nổi tiếng người Phổ, người được các thế hệ sau tôn xưng là binh thánh phương Tây. Trong học thuyết chiến tranh của mình, ông cũng từng đề cập đến kế sách cho kẻ xâm lược chiếm thế thượng phong trước, nhưng học thuyết của ông lại bị giới hạn bởi khả năng vũ khí của thời đó. Nhưng ngày nay có một sự khác biệt cơ bản, giống như hệ thống tên lửa Tomahawk tấn công trên biển với tầm bắn hơn 1.600 km. Nó hoàn toàn có thể biến tuyến phòng thủ chủ đảo tuyến tính này thành khu vực phòng thủ có bán kính rộng lớn, gây ra mối đe dọa chết người cho bất kỳ kẻ thù nào tiến vào khu vực này. Tóm lại, thách thức của việc phòng thủ chủ đảo là phong tỏa eo biển, đồng thời ngăn chặn lực lượng đổ bộ của Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Lưu Cầu. Nếu chúng ta hình dung tuyến phòng thủ Lưu Cầu như một chuỗi các tuyến ngắn đan xen, kết hợp với các hòn đảo, tên lửa phóng từ biển hoặc trên không bao phủ khu vực, thì điểm yếu của từng hòn đảo có thể được khắc phục. Bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm vượt qua tuyến phòng thủ này đều sẽ đụng phải những thách thức to lớn. Tàu ngầm chiến lược là một trong những vũ khí răn đe uy lực nhất trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Điều này thúc đẩy Nga và Mỹ phát triển nhiều loại tàu ngầm được trang bị kho vũ khí hạt nhân có khả năng hủy diệt nhân loại chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Trong chương trình hôm nay, Thế giới tiêu điểm sẽ điểm qua 5 tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và được Nga cho là mạnh nhất thế giới hiện nay. Nào, bây giờ hãy cùng chúng tôi xuống sâu dưới đáy biển vài trăm mét để khám phá tận mắt những sát thủ dưới lòng đại dương này nhé. Nhưng trước khi khởi hành, quý vị xin hãy thắt dây an toàn và thật bình tĩnh.
trước mắt chúng ta chính là một thế giới cực kỳ bí ẩn của những chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio. Hoa Kỳ bắt đầu chế tạo tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio để răn đe Liên Xô từ cuối thập niên năm 1970. Tổng cộng có 18 trong 24 tàu được đóng trong giai đoạn năm 1976 đến năm 1997. Mỗi chiếc có giá trị tương đương gần 3 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Với lượng giãn nước 18.750 tấn khi lặn và chiều dài 175 mét, lớp Ohio là mẫu tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ. Mỗi tàu có thể mang 24 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM UGM-113 Trident 2 D5 có tầm bắn 11.300 km. Mỗi tên lửa mang được tối đa 12 đầu đạn hạt nhân và tổng sức nổ tương đương 5,7 triệu tấn thuốc nổ TNT. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ quyết định hoán cải 4 tàu ngầm lớp Ohio, dỡ bỏ tên lửa đạn đạo Trident và trang bị cho chúng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk. Mỗi tàu ngầm hoán cải mang được 154 quả Tomahawk trong 22 ống phóng, nhiều hơn cả một biên đội tàu mặt nước. Toàn bộ số tên lửa này có thể phóng theo loạt từ dưới nước trong vòng 6 phút. Các tàu trang bị tên lửa Tomahawk có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Hai ống phóng không chứa tên lửa được chuyển đổi thành cửa mở đặc biệt, cho phép triển khai hơn 60 lính đặc nhiệm hải quân. Chúng cũng được dùng để phóng tàu lặn không người lái UUV, tàu ngầm chở đặc nhiệm, phao định vị thủy âm và các loại cảm biến dưới nước khác. Báo cáo đánh giá chung về tình hình hạt nhân NBR được Lầu Năm Góc công bố năm 2010 cho thấy, Hải quân Mỹ luôn duy trì 12 tàu Ohio tuần tra trên biển, trong khi 2 chiếc được đưa vào cảng bảo dưỡng định kỳ. Siêu tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia. Lớp Ohio sở hữu nhiều tính năng uy lực nhưng đang dần trở nên lỗi thời, những chiếc đầu tiên sắp hết niên đại hoạt động. Điều đó buộc Hải quân Mỹ phát triển siêu tàu ngầm lớp Columbia để thay thế. Tàu ngầm lớp Columbia dài 170 mét và có lượng giãn nước gần 21.000 tấn, được thiết kế với tính năng tàng hình và nhiều công nghệ hiện đại của thế kỷ 21. Lò phản ứng thế hệ mới của lớp Columbia cho phép tàu hoạt động với tần suất cao hơn và không cần nạp nhiên liệu trong thời gian dài hơn. Mỗi tàu ngầm lớp Columbia được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Trident D5, ít hơn 8 quả so với lớp Ohio. Mỹ dự định đóng mới 12 tàu ngầm lớp Columbia với tổng chi phí gần 350 tỷ đô la Mỹ. Chiếc đầu tiên sẽ được khởi đóng vào năm 2021, đưa vào biên chế năm 2031 và hoạt động trong tối thiểu 42 năm. Tuy nhiên, Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ GAO hồi cuối năm 2017 dự báo dự án này có thể đi vào vết xe đổ của siêu tiêm kích F-35 và tàu sân bay lớp Ford do ứng dụng quá nhiều công nghệ mới và chưa được kiểm chứng, khiến thời gian phát triển và chi phí chế tạo vượt xa dự kiến. Tàu ngầm hạt nhân 955 Borei của Nga. Nga cũng không chịu thua kém khi liên tục ra mắt các mẫu tàu ngầm mới, đồng thời nâng cấp những chiếc có từ thời Liên Xô để bảo đảm năng lực răn đe đối thủ. Tàu ngầm hạt nhân đề án 955 Borei được Viện Thiết kế Rubin nghiên cứu, phát triển và bàn giao cho quân đội Nga, chiếc đầu tiên năm 2013. Tàu dài 170 mét, rộng 13,5 mét và có lượng giãn nước 24.000 tấn. Tốc độ tối đa khi lặn đạt 56 km/h và tầm hoạt động không giới hạn. Vũ khí chính của lớp Borei là 16 tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava với tầm bắn trên 9.000 km. Mỗi tên lửa Bulava có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương 1,5 triệu tấn thuốc nổ TNT. Tên lửa có kích thước nhỏ gọn, sở hữu tốc độ bay và khả năng cơ động cao, vượt qua được nhiều lá chắn tên lửa đạn đạo tối tân hiện nay. Sau 3 chiếc sử dụng thiết kế nguyên bản, Nga bắt đầu đóng biến thể 995A Borea từ năm 2012. Với những cải tiến đáng kể về hệ thống thông tin liên lạc, giảm độ ồn và tăng diện tích khoang sinh hoạt cho thủy thủ đoàn, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến biên chế ít nhất 8 tàu ngầm lớp Borei, gồm 3 chiếc nguyên bản và 5 tàu Borea. Tàu ngầm 666 BDRM Delphin. Xương sống của hạm đội tàu ngầm chiến lược Nga hiện nay vẫn là 6 tàu ngầm đề án 666 BDRM Delphin,
được chế tạo trong giai đoạn năm 1981 đến năm 1992. Mỗi tàu dài khoảng 166 mét và có lượng giãn nước hơn 18.000 tấn. Vũ khí chính của lớp Delphin là 16 tên lửa đạn đạo R-29RMU Sineva. Mỗi quả có thể mang tối đa 8 đầu đạn hạt nhân với tổng sức nổ tương đương 2 triệu tấn TNT. Tên lửa đạt tầm bắn 8.300 km khi mang tải tối đa, hoặc 11.550 km nếu giảm số lượng đầu đạn. Mẫu tàu ngầm này có thể lặn sâu tới 400 mét và phóng hết cơ số tên lửa ở độ sâu 55 mét trong khi di chuyển, cho phép nó ẩn mình và tung đòn tấn công bất ngờ khiến đối phương khó đối phó. Tàu ngầm tấn công đa năng 855 Zasen. Ngoài hai mẫu tàu ngầm chiến lược trên, Hải quân Nga còn sở hữu vũ khí rất lợi hại là tàu ngầm tấn công đa năng đề án 855 Zasen. Theo chuyên gia quân sự Dave Mazumdar, Zasen không phải là tàu ngầm hạt nhân chiến lược truyền thống, nhưng tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr với 40 quả đạn 3M14K đạt tầm bắn trên 2.500 km của nó, đủ sức đe dọa lãnh thổ Mỹ. Các tàu ngầm thuộc lớp Zasen và bản nâng cấp toàn diện Zasen-M có lượng giãn nước 13.800 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu 520 mét, tốc độ khi lặn là 57 km/h, thủy thủ đoàn 64 người và có thể hoạt động trong 100 ngày liên tục. Nga đã hạ thủy 3 chiếc, trong đó chiếc đầu tiên mang tên Severovink thuộc đề án 855 nguyên bản. Các tàu còn lại đều ứng dụng thiết kế trong đề án 855M, Zasen-M. Chúng có tốc độ cao và độ ồn rất thấp, có thể dễ dàng tiếp cận khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ và tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong nội địa nước này. Không chỉ các chuyên gia Nga, giới phân tích phương Tây và nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ cũng cho rằng tàu ngầm lớp Zasen và Zasen-M là đối thủ đáng gờm nhất của Hải quân Mỹ. Chuẩn đô đốc Trevor Johnson, cựu sĩ quan tại Bộ Tư lệnh các hệ thống hải quân Mỹ, NAVSEA, cho biết ông ấn tượng với tàu ngầm Nga đến mức đã dựng mô hình tàu Severovink bên ngoài văn phòng của mình. Ngoài Mỹ và Nga, Trung Quốc cũng đang tăng tốc trong việc phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, tạo nên thách thức cho Mỹ và các đồng minh. Các nhà phân tích và tùy viên quốc phòng ở khu vực cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang trên đà đưa tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Tai 096 vào hoạt động trước cuối thập kỷ này. Với những đột phá về khả năng vận hành êm ái một phần nhờ công nghệ của Nga. Một nghiên cứu về tàu ngầm này được đưa ra thảo luận tại hội nghị của Trường Hải Chiến Mỹ hồi tháng 5 và được Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc công bố vào tháng 8. Dự đoán các tàu ngầm mới sẽ khó theo dõi hơn nhiều. Các nhà phân tích và tùy viên quân sự ở châu Á nói rằng kết luận đó đáng tin cậy. Nhưng chiếc tàu ngầm Tai 096 sẽ là ác mộng, chúng sẽ rất khó phát hiện. Christopher Carson, một trong những nhà nghiên cứu cho biết, nỗ lực âm thầm nhằm theo dõi các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo, gọi tắt là SSBN, là một trong những động lực cốt lõi thúc đẩy Mỹ và các đồng minh ở khu vực tăng cường triển khai và lập kế hoạch dự phòng trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Động lực đó càng tăng lên khi các tàu Tai 096 đi vào hoạt động. Hải quân Trung Quốc thường xuyên tổ chức những cuộc tuần tra răn đe hạt nhân bằng các tàu Tai 094 cũ hơn ở khu vực ngoài khơi đảo Hải Nam thuộc Biển Đông, Lầu Nông Góc cho biết. Nhưng những chiếc Tai 094 mang tên lửa CL-3 phóng từ tàu ngầm tiên tiến nhất của Trung Quốc bị đánh giá là tương đối ổn, một trở ngại lớn đối với các tàu ngầm quân sự. Nghiên cứu trên nói rằng tàu ngầm Tai 096 sẽ sánh ngang với tàu ngầm hiện đại nhất của Nga về khả năng tàng hình, cảm biến và vũ khí. Nghiên cứu cho rằng phương tiện này sẽ gây tác động sâu sắc với Mỹ và các đồng minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nghiên cứu trên dựa vào các tạp chí quân sự của Trung Quốc, những bài phát biểu nội bộ của sĩ quan cấp cao của quân đội Trung Quốc cùng với dữ liệu về bằng sáng chế, nghiên cứu vẽ biểu đồ và quá trình phát triển tàu ngầm hạt nhân hải quân Trung Quốc trong hơn 50 năm qua. Nghiên cứu cũng bao gồm ảnh vệ tinh chụp xưởng đóng tàu Hulu Down thuộc tỉnh Liêu Ninh vào tháng 11 năm ngoái, cho thấy phần vỏ của một tàu ngầm cỡ lớn đang được chế tạo. Tiến độ đó cho thấy tàu ngầm mới có thể sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2030. Tiến độ này được nêu trong báo cáo của Lầu Năm Góc về chương trình quân sự của Trung Quốc. Nghiên cứu cũng nêu một số bước đột phá tiềm năng trong lĩnh vực cụ thể, bao gồm động cơ đẩy bơm phản lực và các thiết bị giảm tiếng ồn bên trong, dựa trên sự đổi mới bắt chước công nghệ của Nga.
tàu ngầm mới sẽ to hơn đáng kể so với tàu Type 094, cho phép nó chứa một bè bên trong gắn trên các giá đỡ cao su phức tạp để giảm tiếng ồn động cơ và các âm thanh khác, tương tự như thiết kế của Nga. Horsen nói với Reuters rằng ông không tin rằng Trung Quốc đã có được công nghệ mới nhất của Nga, nhưng sẽ tạo ra tàu ngầm đủ khả năng tàng hình để sánh với các tàu ngầm lớp Akula cải tiến của Nga. Horsen tin rằng các chiến lược gia của Trung Quốc sẽ giữ SSBN gần bờ biển của mình, tận dụng những vị trí mà nước này đang chiếm đóng và củng cố trên biển Đông tranh chấp. Theo bạn thì tàu ngầm hạt nhân nào là mạnh nhất? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để liên tục đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.